Im lặng như vậy đây gốc là từng nhúc nhích không? Nhích từng nhích im nha. Đừng có trở chân những nhúc nhích gì. Châm nó bước qua lấy cây ở tay nó thọt á. Em còn thọt hết mới. Giờ còn hát được nữa. Hát chứ. Vì Cúc mất môi hoài nó cũng ra. Vì Cúc
ăn món dễ tay đi nhất là trời. Chứ là được rồi. Lấy quạt không ra mà còn cái con tóc nó chỉa vô con mắt có cục cùng bên đây có một cục cùng bự thôi bởi vì nghe không rõ đó cái con quái quái nó thì thề luôn chích lên rồi con. Quý bự dữ hả? Ồ, quá trời luôn à. Là bá luôn rồi bé. Bự cũng sợ luôn. Nó chói quá. Sợ. Bên đây có chứ bên kia không có miếng nào. Có miếng à, nãy à. Bên đây có nguyên miếng. Được rồi. Miếng nữa hả? Tôi cuối cùng nó ra à? Miếng nữa luôn. Được mà. Cầm đó đó. Nó còn hồi nãy còn á, con dành chảnh lên. Con dành chảnh lên miếng. Ngủ hả? Mắt con nãy giờ chó vô mắt con nữa chừng. Tao ngủ sớm nha. Ngủ tao ngủ sớm.
xuống. Quá giấy tờ làm chưa được cái tên. Đầu giấy tùm lum hết tên. Rồi để đem cái di chúc qua bản cảm coi. Di chúc hả? Ừ. Bây giờ mẹ bắt đầu có giống như là cái tài sản đó, giờ mẹ ví dụ cái ly là mẹ chỉ có nửa cái ly hả? Thì bây giờ phải làm giấy tờ tùm lum á. Ủa bao nhiêu số hả? Ủa thọt tay vô cái áo rồi đi. Làm cái nồi không này được. Lên mà em cũng mắc xuống à. Ông xuống sửa xe ta. Về tính là hai nhỏ này về không có qua nó chơi với mấy nhỏ thì mấy bữa nữa nè.
Xích lên đi con. Nghe nào. Đưa hình góc mà. Vậy quạt hả? Dạ hả? Chú đang đâu hả? Rồi qua đây được chưa? Dạ hả? Con ít về á. Mới điện hôm qua, điện mượn tiền hôm qua nè. Thấy dựng nhà gì á đấy. Hả? Rồi điện hỏi rồi làm gì dọn bàn nói cũng không mại. Rồi có không? Về nhà rồi. Lấy cất chưa? Được. Không lấy cất đi. Mày cất em ơi, gửi ông luôn giùm đi. Mày hả? Vô đây.